Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My có sự hướng dẫn mọi người tham gia cái unwrap là ăn chia 1 tỷ token HES nha các bạn. 1 tỷ token HES gọi là HES ấy. Thì cái unwrap ăn chia này nó sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 11 năm 2020 nha. Thì hiện tại thì con HES này đã có mặt trên con CoinMarketCap thì với giá hiện tại của nó là gần 0.01 USD cho một token. Thì cái dự án HES này trước đây nó cũng đã có nhiều unwrap rồi, nhưng mà giá hồi đó của con HES này thực sự là nó rất là rác luôn, mà không hiểu sao mà bây giờ nó tăng hàng ngày luôn các bạn. Cái giá trị của con này nó tăng hàng ngày luôn ấy. Thay vào đó thì tổng cung của nó rất là cao, đến là 389 tỷ token, nhưng mà nó cái giá của nó cứ tăng hàng ngày thôi, nó cứ tăng. Cái giá hồi đó mà nó ra unwrap lúc đó các bạn, lúc hồi cũng lâu rồi, nhìn nó rác y như là không muốn ấy luôn ấy. Mà bây giờ nó tăng càng ngày nó càng tăng lên này. Nói chung là cái con token này nó tăng hàng ngày luôn á. Thì hiện tại thì con này nó cũng đã list trên một số sàn giao dịch, đó là Uniswap và Bitmask, Hotbit và HitBTC, Coinbit và một số sàn giao dịch khác nhé. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở cái biểu mẫu glim.io ra giúp mình nhé. Sau đó thì các bạn kéo xuống đây, ở phía này thì các bạn để ý dòng này nhé. Các bạn có thể login bằng Twitter này, Google này, bằng Facebook này, hoặc là bằng email nhé. Thì các bạn lưu ý là mình khuyên các bạn là nên login bằng tài khoản Google của bạn hoặc là Facebook nhé. Thì ở đây mình sẽ login bằng tài khoản Google nhé. Bạn nào login bằng tài khoản Google thì bấm vào chữ G này. Các bạn bấm vào chữ G này thì nó sẽ nhảy ra giao diện liên kết. Sau đó các bạn đăng nhập bằng email của các bạn thôi. Ok, như vậy là mình đã đăng nhập thành công. Mình đã đăng nhập thành công bằng tài khoản email của mình nhé. Tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta là retweet lại bài viết trên Twitter của Hector này. Thì các bạn ấn vào chỗ cộng 1 này. Các bạn ấn vào chỗ cộng 1 nhé. Chích nhầm rồi. Đây các bạn ấn vào cái đường link này nè. Sau đó nó sẽ dạy ra diện như thế này. Sau đó các bạn ấn vào cái đường link retweet Hector Shopify này. Các bạn ấn vào đường link retweet này nè. Chúng ta đi đến Twitter và chia sẻ lại bài viết này nhé. Các bạn ấn vào Twitter lại. Chúng ta chia sẻ lại bài viết này. Các bạn có thể like cho nó một like nữa nhé. Thì sau khi chia sẻ xong thì các bạn quay trở lại biểu mẫu Google. Các bạn ấn vào nút continue giúp mình nhé. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi các bạn. Ok, dấu tích là thành công rồi đấy. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là wisithead.com. Thì các bạn ấn vào chỗ cộng 1B đây này. Sau đó các bạn ấn vào nút Go. Thì thực ra thì nó kêu wisit là đăng ký, nhưng chúng ta chỉ cần vào trang web của dự án chúng ta xem sơ qua thôi. Không cần đăng ký đâu nha các bạn. Thì sau khi các bạn mở trang web của dự án head.com này ra rồi, thì các bạn quay trở lại. Các bạn quay trở lại biểu mẫu Glim này, các bạn ấn vào Continue. Ok. Tiếp theo thì ở Sell Head with Foreign Exchange Co này. À thì đây là link red các bạn. Thì cái link red ở phần này này thì nó sẽ các bạn bấm vào cái chỗ cộng 5 này này. Thì các bạn copy, đây là link red của các bạn này, các bạn copy lại link red đi tên thêm bạn bè để nhận thêm số bon nhé. Anh rất ăn chi mà. Thì tiếp theo thì ở phần transform ETH to HES này thì các bạn ấn vào cộng 1 bên đây này. Chúng ta làm nhiệm vụ này nhé. Các bạn ấn vào transform. Các bạn ấn vào dòng màu xanh transform này. Sau đó các bạn xem sơ qua về cái sàn của nó nhé. Cái sàn giao dịch HES này, sàn giao dịch token HES của nó, riêng của nó này. Các bạn xem sơ qua thôi, không cần đăng ký, không làm gì cả. Thì sau khi các bạn mở ra rồi thì các bạn quay trở lại biểu mẫu Google Form. Các bạn ấn vào Continue.
chúng ta không cần đăng ký đâu, chúng ta chỉ cần xem sơ qua thôi. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là start host to year, các bạn ấn vào công bột cái nhiệm vụ này, các bạn ấn vào nút start. Chúng ta cũng cần xem sơ qua thôi. Ở phần start này thì các bạn chỉ cần xem sơ qua thôi, không cần làm gì cả. Sau đó các bạn quay trở lại, các bạn ấn vào continue. Ok. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là join vào kênh Telegram chat, các bạn ấn vào cộng 1 này. Các bạn ấn vào enter chat. Chúng ta join vào nhóm Telegram của dự án nhé. Thì trên Telegram của dự án Hatoy này thì các bạn tiến hành join vào nhóm nhé. Lại đây nữa các bạn. Mệt ghê luôn á. Đầy hồi luôn đấy trời. Trời ơi là trời ơi. Không biết thoát quái nào ra luôn. Đợi mình tí nha. Mình sẽ thoát đại cái nào đi. Tròn gòn này. Tròn gòn này. Rồi ok, join thành công rồi. Các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại biểu mẫu Google Form. Ở biểu mẫu Google. Các bạn ấn vào Continue. Ok. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là download Uniswap app. Chúng ta ấn vào cộng 1. Sau đó thì nó sẽ hiện ra là bạn nào dùng Android, các bạn không cần tải đâu, cái nhiệm vụ này các bạn không cần tải đâu nhé. Các bạn chỉ cần ấn vào Apple Store hoặc là CH Play, các bạn ấn vào. Sau đó các bạn quay trở lại, các bạn ấn vào Continue thôi. Các bạn ấn vào Continue này, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Tiếp theo thì nhiệm vụ tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là download Hatoy, thì các bạn cũng ấn vào cộng 1 này này. Thì bạn nào cũng các bạn cũng ấn vào chỗ ai dùng iOS thì chọn Apple Store. Hoặc bạn nào dùng Android thì chọn là CH Play. Các bạn kích vào đó cái. Sau đó các bạn quay trở lại form thôi, các bạn không cần tải đâu. Các bạn ấn vào Continue. Đấy ok, mình đã hoàn thành xong tất cả cái nhiệm vụ này. Wait, do nhiệm vụ này nó vẫn còn hiện này. Hit Total. Thì hình nhiệm vụ nào còn hiện thì các bạn cứ ấn vào, các bạn sau ấn vào Continue, các bạn không cần đăng ký đâu. Ok, mình đã hoàn thành xong. Thì nó hiện còn một thì các bạn cứ ấn vào, sau đó các bạn đi tới trang web của nó, sau đó các bạn xem qua một tí nha. Các bạn xem qua một tí, sau đó các bạn quay trở lại biểu mẫu Google này, các bạn ấn vào Continue thôi là nó thành công thôi. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ rồi. Về trình duyệt của nó các bạn này. Dự án này chúng ta ăn chia 1 tỷ token lần ấy, rất một con số rất là cao, rất là nhiều. Ok, thì ở trên biểu mẫu Google Form này thì để lấy link red thì các bạn ấn vào chỗ cộng 5 này này, nó sẽ hiện lên link red cho các bạn thôi. Đây này, các bạn copy cái link red này, đi tiến thêm bạn bè để nhận thêm cái điểm boy này nhé. Cái điểm start ấy. Đây cái điểm entry này này. Ok, chỉ còn 21 ngày nữa là nó end thôi nha các bạn. Ngày này nó sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 11 ấy. Cho nên các bạn cố gắng làm nhé. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn tham gia ăn chia 1 tỷ token HET, một con token đã list trên Unis, đã list trên CoinMarketCap. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.